quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi chương trình The Kim Dung Show trong mục Những người Việt trẻ thành công ở tại hải ngoại. Và hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với anh Đinh Nguyễn và cô Catherine Nguyễn. Và hai anh chị là một cặp leader hàng đầu trong lĩnh vực multi-level marketing. Kim Dung xin kính mời quý vị cùng trở lại theo dõi. Trở lại, đó là cái mặt mình đang giải thích về tích cực. Nhưng mà cái tiêu cực, có những người họ hiểu những cái điều gì mà anh thường nghe thấy ở những người hoạt động rồi họ bỏ dở chừng, và những cái điều gì họ hiểu sai, không đúng với cái nguyên tắc của mình, thưa anh? Mình làm trong ngành này tương đối cũng khá lâu đấy. Thành ra mình có thể tóm tắt mà chị, mình có ba cái nhóm người. Nhóm đầu đó mình hay gọi, mình gọi hơi đùa đó, nhưng mà thiệt ra nó không đùa, nó là lơ tơ mơ. Rồi những người gọi là amateur, và sau đó là những người chuyên nghiệp. Lơ tơ mơ có nghĩa là vào với cái ý định là giống như mình đi mua vé số vậy nè. Mình nghĩ là mình vào để mình thử qua vài ba tháng, là tại vì nghe đâu đó mọi người nghĩ là không cần bằng cấp, không cần kinh nghiệm, không cần vốn liếng, vào đây vẫn làm giàu. Thật ra người ta không hiểu nhiều đó, và người ta chỉ tôi có quen với một số người, hay là tôi có phương tiện gì đó thì có thể tôi sẽ làm ra tiền. Và người ta thường là những người đó không đạt được cái sự thành công. Là tại vì với cái suy nghĩ của một người đi mua vé số thì chỉ biết, và có thể nói 80 hoặc là có thể hơn, những người bỏ cuộc sớm quá là người ta thuộc trong cái nhóm người lơ tơ mơ đó. Không phải là người ta xấu đâu, nhưng mà cái ý định khi làm kinh doanh không nghiêm túc. Cái người thứ hai mình chỉ là người mà amateur đó, tức là chuyên nghiệp hơn một chút, tức là cũng làm theo bài bản, nhưng mà nó thiếu những cái yếu tố về vấn đề tinh thần của một người chuyên nghiệp. Một người chuyên nghiệp tức là chuyên một nghiệp, mình không biết định nghĩa chuyên nghiệp như thế nào, nhưng mà chuyên nghiệp là chuyên một nghiệp, tức là người ta tập trung vào đó và người ta dành cái thời gian, dĩ nhiên không cần phải full time ngay lúc đầu, nhưng mà mình hoàn thiện. Đương nhiên trước khi chuyên nghiệp thì mình phải là amateur. Trước khi amateur tức là mình phải lơ tơ mơ. Cái vấn đề là đừng có bỏ. Trước khi giỏi mình phải dở, chứ trước khi dở mình phải quá mới tệ thành giỏi. Tức chắc chắn mình phải trải qua những cái kinh nghiệm. Phần lớn, một cách không may đó là phần lớn mình bỏ cuộc và mình nghĩ là cái ngành này nó không thích hợp, hay là có nhiều khi người ta nói cái ngành này nó lừa đảo. Thật ra nó không phải vậy, mà tại vì cái người làm không chuyên nghiệp. Có thể cái thành kiến của một cái người mới vào hôm trước hôm sau đi ra ngoài nói đó, cái đó tự nó đã nói lên cái tính không chuyên nghiệp rồi. Tại vì cần phải huấn luyện một cách rất bài bản, và nó mang cái hình ảnh xấu nếu mà không được huấn luyện. Anh có thể cụ thể hơn là những cái điều mà khi mà họ gặp và họ bỏ cuộc đó, họ nói ra những cái điều nào không đúng để mà khi một người nghe tới họ có thể định hình được? Thường á thì network marketing sẽ nói là chuyện đầu tiên đó là mình về mình nói chia sẻ với bà con bạn bè. Và cái đó là cái trở ngại lớn nhất, là tại vì sao? Cũng giống như chị Nhung nghe ha, có ông em một ngày nào đó cái ông về cái ông đùng nói là ông đang tìm ra được một cơ hội mà ông sắp giàu tới nơi. Bây giờ mình phải dùng sản phẩm này, phải dùng sản phẩm kia, sản phẩm này dùng vào trị đủ thứ bệnh. Cái phản ứng của chị như thế nào? Mình shut down. Tức là tại vì mình biết người em của mình quá mới, hoặc là có thể đang làm ngành nghề gì đó, giờ bây giờ tự nhiên nói về dinh dưỡng, nói về gì đó như một con bác sĩ thì chắc chắn là chị không tin. Và thường một con người ta không chịu nổi những cái sự từ chối. Người ta không kiểm soát được vấn đề cảm xúc. Có một số anh chị có thể là chủ tiệm hay là giám đốc gì đó, từ trước tới giờ chưa ai chê hay là chưa ai từ chối nữa. Thậm chí có nhiều người tới hỏi ý kiến mình nữa mà. Bây giờ tự nhiên mình biết tới network marketing, mình về nhà mình chia sẻ thì có người từ chối, và người ta không kiểm soát được. Người ta cứ nghĩ cái mình thích tại sao người khác không thích. Thành ra một trong những cái yếu tố mà nó gây cho nhiều người không thành công trong cái network marketing, mình có thể nói với chị Nhung là người ta không hiểu về con người. Chị đồng ý không? Thường thường mình không hiểu chính mình. Mình rất dở về con người, nhất là mấy ông engineer như mình. Thì mình nói chuyện với cái máy hư chỗ nào mình biết, nghe cái máy xe nó nổ thôi mình biết xe này bệnh gì. Nhưng mà con người của mình cũng rất ít người hiểu về con người. Trở qua với lại chị Dung, bởi vì người ta thường nói là đứng đằng sau lưng của một người thành công thì có một người phụ nữ, nhưng mà Kim Dung cũng được biết đây là một người phụ nữ cũng đã trải qua những kinh nghiệm về kinh doanh. Chị không những đứng sau lưng mà chị đi ra ngoài ánh sáng, và để cùng kết hợp với anh ngày hôm nay tới bước đường thành công. Nhưng trải qua những cái bước tới thành công thì phải trải qua những cái khó khăn.
Thì riêng đối với chị Dung trong lĩnh vực multi-level marketing, những cái điều gì mà chị thấy nó có cái trở ngại ngay từ những lúc đầu để những người bạn trẻ sau này họ có theo đuổi thì họ tránh được, hoặc là họ học hỏi được và họ đã đi qua từ những cái khó khăn đó? Theo Dung nghĩ đó, cái khó khăn lớn nhất đó là cái khi mà mình bắt đầu làm cái việc này đó là mình phải biết chấp nhận cái sự từ chối của người khác. Tức là chắc chắn là giống như anh Điên hồi nãy nói đó, là sẽ có những người thích công việc của mình làm và những người không thích công việc của mình làm. Tại vì nếu không ấy thì trong xã hội đâu có ai, ai cũng làm chung một ngành nghề, phải không? Thành ra cái mà khó khăn nhất đó, Dung nghĩ là có nhiều người không chấp nhận được. Đó là khi người ta từ chối đấy, thì người ta sẽ nghĩ là mất tự tin vào bản thân và mất tự tin vào cái công việc người ta đang làm và người ta bỏ cuộc. Thì Dung nghĩ là cái gì cũng vậy. Chuyện đầu tiên là mình tìm hiểu thật rõ lý do tại sao mình làm cái này, và mình phải tìm hiểu thật rõ là cái công việc này nó có tốt không, và nó có phải là thật sự dành cho mình không, và mình có muốn cái đó thật không. Và sau đó đó thì khi mà mình tìm hiểu rõ rồi đó thì mình cần phải có một cái niềm tin, một cái niềm tin rất là lớn, niềm tin vào cái công việc của mình làm, và hơn cả là niềm tin vào chính bản thân của mình. Và sau đó đó thì mình cứ đi chia sẻ những cái gì mà mình cảm thấy là đúng, và mình cứ đi nói thì chắc chắn là sẽ có những người người ta đồng cảm với mình và người ta sẽ là những người đồng hành với mình. Còn nếu không thì mình vẫn là bạn. Chứ không, mình nếu mà mình cứ nghĩ rằng đó cái gì mình nói ra là người khác phải nghe, thì Dung nghĩ là cái điều đó đó là cái trở ngại lớn nhất. Vậy mình nói tới cái sự thành công là mỗi một người họ có một cái nguyên tắc, nhưng mà đối với cái người mà họ không có giữ cái nguyên tắc và họ đi sai đường, họ phải làm như thế nào? Có nghĩa là cái này nó hơi khó đối với một số người. Họ kia họ nói là tại vì mình nhiều giới chứ không phải là trí thức không, không chỉ kỹ sư không, có cái bài toán của họ rồi, nhưng mà những cái người mà nội trợ họ cũng có thể làm, thì chỉ có thể cắt nghĩa rõ hơn, sâu hơn một chút xíu về những cái thêm cái bổ túc thêm nguyên tắc đó thưa chị. Cái nguyên tắc theo Dung nghĩ, cái nguyên tắc đầu tiên đó là mình phải hoàn thiện mình trước. Trước lúc bắt đầu làm cái gì thì dĩ nhiên mình cần phải học hỏi, và mình phải làm sao đó để cho mình có thể trở thành, mình có thể có một cái giá trị hơn. Và cái điều Dung nói quan trọng nhất đó là mình phải tự tin vào cái công việc của mình làm và tự tin vào bản thân của mình. Và mình chỉ đi chia sẻ bằng tất cả tấm lòng của mình, và mình phải, cái điều quan trọng nhất là mình phải nói thật và nói đúng. Nói thật nói đúng về product, về công việc. Chúng ta không thêm mắm thêm muối vào trong đó. Những cái điều này Kim Dung sẽ cần rất là nhiều thời gian để mà có thể đi sâu vào, hầu mang tới kinh nghiệm cho những người bạn trẻ sau này họ muốn đi theo cái lĩnh vực multi-level marketing. Thì Kim Dung sẽ hẹn gặp lại anh chị trong khoảng tuần tới. Kim Dung xin cảm ơn thời gian quý báu của anh chị rất là nhiều. Xin chào anh chị, gửi lời chào đến quý khán giả. Xin chào tất cả các khán thính giả. Xin hẹn gặp lại vào tuần tới. Xin chào các khán thính giả. Xin hẹn gặp lại vào tuần sau. Kim Dung xin cảm ơn quý khán giả đã và đang theo dõi buổi nói chuyện đặc biệt của chúng tôi. Hai người là một leader, top leader của lĩnh vực multi-level marketing, thì chúng tôi sẽ trở lại để đào sâu về cái công việc làm thế nào để chúng ta đi tới thành công trong lĩnh vực kinh doanh mạng lưới. Kim Dung xin kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi vào tuần tới. Xin cảm ơn và kính chào. Chương trình The Kim Dung Show được đặc biệt bảo trợ bởi ABC Supermarket, nổi tiếng với danh hiệu ngôi chợ của mọi gia đình Việt Nam, tọa lạc gốc Busa và Magnolia, thành phố Westminster, California. Công ty Teletron, hãy vui sống trong tiện nghi và tiết kiệm mỗi ngày với Teletron. Các bác sĩ và khoa học gia chuyên ngành vật lý trị liệu của Nhật đã tận dụng những tinh hoa của kỹ thuật 3D Smart Robot Massager để cho ra đời chiếc ghế Inada Dreamwave Medical Chair thế hệ mới, có nhiều tính năng medical vượt trội hơn, với các thao tác massage chuẩn xác hơn, nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người. Và cũng được bào chữa bởi công ty dùng mỹ phẩm Jade với danh hiệu vua của collagen, hân hạnh giới thiệu đến quý vị những sản phẩm tuyệt vời cho sức khỏe cũng như sắc đẹp làn da hoàn mỹ. Có Jade, nỗi âu lo sẽ biến mất và chỉ còn lại nụ cười tự tin trong một cuộc sống đầy ý nghĩa. Jade, simply beautiful.